chú ý. Đến giờ kiểm tra miệng nhá. Bây giờ cô sẽ gọi tên một bạn như này. Mình quay tay lên bảng. Bắt đầu kiểm tra miệng đi. Mình quay thế. Hả? Chị làm cái gì đấy? Kiểm tra miệng. Thì em há miệng thôi, cô kiểm tra đấy còn gì. Cái gì? Chị trêu đùa với tôi đấy ạ. Hả? Làm bài trên bảng đi. Cô ơi, em xong rồi ạ. Bài làm của Mây Khoai Tây. Bài làm này có tính sáng tạo đấy. Theo cô thì cô sẽ đánh giá bài này 10 điểm. Nhưng đấy là đối với môn mỹ thuật. Còn đây là môn toán. Mày ngoài tên em không hiểu gì hết à? Hôm qua cô dạy những cái này rồi mà. Hả? Không điểm. Mai mời phụ huynh đến đây cho cô. Tiếp theo sẽ là kiểm tra miệng môn văn nhá. Mời bạn bốn mắt lên bảng. Bốn mắt ơi, em hãy giúp cô điền từ còn trống vào câu tục ngữ sau nhá. Học ăn, học nói, học ba chấm. Học gì? Thưa cô là học ăn, học nói, học ú và không hiểu để cho ma mời phụ huynh đây cho tôi. May quá, kịp giờ học. Kiểm tra thế rồi. Kiểm tra rồi. Học mỏi quá, cháu mong quá, cháu mong giấy gì cả. Này, cho tôi xin tờ giấy đi. Nào cũng xin. Cậu ơi, cho tôi mượn cái bút. May quá. Chứ rồi cậu ơi, tôi xin một tờ giấy khác, tờ giấy thì biết mình sai mất rồi. Cho tôi mượn, tôi kẻ luôn đi. Đỡ kẻ nữa. Chân này có dính bút chì, tôi mượn cục tẩy. Chứ rồi, chứ tôi mượn cục xóa thì biết sai mất rồi. Cho tôi mượn bút chì với. Mà mượn luôn cái máy tính khác. Hả? Khó biết quá đi mất. Rồi xong tớ mượn cái bảo kê luôn nhá. Tóc mực thế. Cho tớ mượn cái bút đi, sắp hết giờ rồi. Mà đi con lắm, bay kiểm tra thì phải chết. Này, bố mắt rồi, hôm nay kiểm tra đấy. Cậu có mang đủ dụng cụ đi không? Tớ á? Tớ mới chỉ mang một ít dụng cụ bình thường thôi. Chết. Kiểm tra mà không có dụng cụ nha, cậu không làm được bài đâu. Đấy, chẳng có ai cho cậu mượn được cả. Thì đây, tớ cũng mang xương xương một ít. Đâu? Một ít? Cậu mang nhiều bút thế để làm gì? Hả? Nhỡ đâu bút này tắc thì có bút kia. Ôi trời ơi. Bút xóa hai loại. Đồng hồ, báo thức. Để làm gì? Hết giờ nó còn báo cho mình chứ. Quizzy để xả stress nếu mà khi làm bài căng thẳng quá. Ôi trời ơi. Máy tính. Giờ tiếng Anh có mang máy tính đi làm để làm cái gì? Hả? Ừ nè, tớ mang máy tính đi để chia động từ, ông không biết à? Đúng là con trai của ta. Chia động từ. Bút chì thưa kẻ kè. Có bạn thân của tớ, không có cậu thì tớ sẽ không làm được gì. Không hiểu đi học hay là cậu là ở phòng của cậu nữa. Cậu đi du lịch chuyển nhà vậy á. Thôi, làm bài đi. Chết rồi, khó quá, làm bài. Hả? Cậu làm đến đâu rồi? Kệ đó. Ha ha ha!
Mẹ quay đây. Chị đang làm cái gì đấy? Đem ngay bài lên đây nộp ra khỏi phòng thi. Biết cái gì mà nói, cô giáo đã giao cho tớ nhiệm vụ canh chừng tất cả lớp này, ai mà có việc riêng gì gian lận trong thi cử tớ smack cô. Thôi tùy cậu. Ê này Hưng kìa, có gì ăn không nộp ra đây mau lên, đang quay bài đúng không? Tớ nhìn thấy rồi. Không được. Được, em thưa cô, bạn Hưng bạn đang quay bài đấy ạ. Bạn đi quay bằng cái giày đấy, cô cứ kiểm tra giày của bạn đấy sẽ thấy. Bruh. Em thưa cô, bạn Quỳnh, bạn đang chép bài của bạn bên cạnh. Bạn Hương, bạn ấy cứ lẩm bẩm trong mồm với cô ạ. Cô trừ điểm bạn ấy đi. Em thưa cô, bạn đây quay tay. Viết chữ quá to gây ồn trong lớp. Gây tiếng động quá to khi viết chữ. Thôi em không cần phải mách các bạn nữa đâu. Tập trung vào làm bài đi. Cô ngồi đây cô biết hết. Cô không nói thôi. Vâng ạ. Không rồi. Hết giờ rồi á. Chưa rồi, tôi chưa làm được tí nào. Thử thôi, thử nhanh thôi. Đáng rồi, cái bộ bánh kìa. Đây ạ. Ngủ một giấc. One minute, 37 seconds later. Tỉnh rồi. Làm bài thôi. Cô em làm bài. Mình mới kể cái xong điểm lời phê đã nộp bài rồi. Khoai tây, trời hôm nay có lạnh lắm đâu mà sao em mặc ấm thế? Em thấy không khỏe trong người, em thấy hơi sốt, lạnh lạnh quá, em phải mặc áo như này. Đưa tay đây xem nào. Hôm nay là thứ bảy, đi tập đi một bàn. Tôi bảo là cái tay này này. Đưa tay đây. Ôi, mãi quay vào bạn nhé, nhiều vào quá. Rồi ô chép kín cả hai trang giấy luôn này. Thôi không cần làm bài nữa đâu nhá, mai mà cũng nghĩ cho cô. Tên em biết nữa. Meanwhile. Dạ em đang làm ạ. Có mắt sao tự nhiên trong lớp mà em lại dẫm chân mạnh vậy? Hả? Úi giời ơi, có con rán chạy qua mà em dẫm cho nó chết cô ạ. Cái gì? Rán hả? Ui kinh lắm cô ơi. Mau nhấc cái chân lên, nhúc con rán ra ngoài cô, nhanh lên. Kinh quá. Cô nghĩ đến thôi cô đã rời hết cả rồi. Đâu con rán đâu, con rán đâu? Con rán đâu? Con dám gì mà đây có một cái dép luôn này. Đúng là con dám nhỉ. Con dám đúng không? Mai mở Quỳnh đây cho tôi.
vừa rồi là một video clip vui nhộn mà May cùng các anh đã thực hiện cho các bạn xem. Và May chúc các bạn sắp tới có nhiều bài kiểm tra lắm luôn ý. May nghe ngóng là hình như các bạn sắp đến kỳ thi học kỳ đúng không? May chúc tụi các bạn sẽ có một bài thi thật tốt nha, và nhớ là hoàn thành thật tốt nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Các bạn hãy cho May xin một like nha. Và nhớ là bấm nút đăng ký và chuông báo những thật nhiều chương trình của May khoe tây. Bây giờ hãy tạm biệt và hẹn gặp lại trong video sau.